Mục đích của Lá Chuông Nắng là để quyên góp và xây dựng tủ sách và sân chơi cho các em. Năm nay Nắng Ba Động tổ chức sân chơi và tủ sách cho các em tại điểm trường Nà Lụt ở Hòa Bình. Như mọi người đã biết thì nắng cũng có ý nghĩa là mang sự ấm áp trong cộng đồng. Thì năm nay nắng rất vinh dự đã trở thành được một sự kiện có truyền thống của câu lạc bộ We Feel One Việt Nam. Thì Lá Chuông Nắng ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các vị khán giả dưới đây. Không biết là chị có muốn nhắn nhủ gì đến người nhà, người mình yêu không? Thấy rất là hạnh phúc bởi vì nhìn thấy sự trưởng thành của các con trong hoạt động live show âm nhạc này, nhìn thấy từng con học sinh thân yêu của mình đảm nhiệm các vai trò khác nhau thì cảm thấy rất là happy vì nhìn thấy là những nỗ lực của các con và sự gọi là phấn đấu cố gắng 100% của các con cho sự kiện.